Bơm chìm dùng điện 220V, dùng chế tráng. Bạn nào quan tâm, link mua ở mô tả và bình luận.
Vâng, video của Thanh đến đây cũng đã dài lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, đăng ký, like, comment, ủng hộ kênh YouTube Thanh 1983 ngày thêm phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.